Bố Hải của Đậu đi công tác về rồi các cô ơi. Đợt này còn biết mua quà về cơ ạ. Đóng thùng xốp rất là bí hiểm, hóa ra là cá hồi Lai Châu. Cá người ta đã lọc sẵn rồi, chỉ việc chế biến thôi. Cá hồi bố cháu mua 200 nghìn một cân. Phần đầu cá và phần xương lọc nay mẹ cháu sẽ nấu canh chua, còn phần cá phi lê sẽ ăn sashimi. Chồng em đi công tác gần 12 giờ đêm mới về đến nhà, nên trưa hôm sau nhà cháu phải chế biến luôn cho nó. Các bác các cô cùng vào bếp với em nhé. Chua đầu cá hồi có mùi thơm đặc trưng nhờ rau nổ, vị canh chua chua ngọt ngọt và vô cùng đậm đà. Đầu cá thì béo ngậy, thơm ngon lại còn rất bổ dưỡng.